Xin chào quý vị các bạn trở lại kênh ô tô tại Đồng Nai. Thì trong video ngày hôm nay thì các bạn mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Là tình cờ thì ngày hôm qua mình có đi gặp một khách hàng và anh kể cho mình một câu chuyện mà hôm nay mình thấy rằng là cái câu chuyện này chắc có lẽ đối với các bạn là nó không hề mới, nhưng mà đối với mình thì nó rất là mới. Và câu chuyện này thì nó cũng rất là đáng nói, nhất là những quý khách hàng nào mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thì câu chuyện nó như vậy các bạn ạ, có nghĩa là một người khách ảnh ra nghề, bắt đầu ở chạy xe đó, và nghề chạy xe cũng được vài năm thì mới bắt đầu là ra chạy riêng, có nghĩa là tự mua xe để chạy. Thì với kinh nghiệm vài năm của mình tài xế thì anh này anh đi mua xe và anh tự đi một mình, không cần phải có thợ máy gì hết, và anh đã kiếm được một chiếc xe rất là phù hợp với ưng ý, máy chạy êm, rất là êm. Và anh đi dọc đường thôi, thì anh đi đến một cái nơi bán xe cũ và anh mua, và anh đã mua chiếc xe đó về. Chạy được một thời gian thì anh thấy sao cái máy nó lạ lắm, nó kỳ. Thì mang ra tiệm gara thì người ta bảo là cái xe này động cơ nó hư rồi, động cơ nó đổ hơi rồi, bây giờ phải làm lại máy. Ồ, anh mới giật mình ra. Với kinh nghiệm mà chạy xe cũng được vài năm, nhưng mà anh tự đi mua xe thì mua lại xe cũ các bạn, xe đã qua sử dụng đó, thì bị dính một phót khá nặng, khá đau. Nên cái xe đó nó bị đổ hơi rồi, bây giờ bắt buộc phải làm lại máy thôi, chứ không chạy được. Đó là chiếc xe đầu tiên của cuộc đời của anh. Và anh đi mua xe cũ và nó xảy ra cái chuyện như vậy. Thì không biết là các bạn có xem video mình có từng mua dính vào trường hợp như vậy hay không. Tự đi mua cũng không rắt theo thợ máy gì hết, và vừa dính mua phải một chiếc xe bị hư mặt, nói chung là bị đổ hơi rồi đó, phải làm lại toàn bộ máy. Chi phí đâu đó nó khoảng 20 mấy triệu. Chuyện đáng nói là lần thứ hai anh đi mua, có nghĩa anh bán chiếc xe đó đi rồi và anh hình như anh sửa xong anh bán luôn, hình như anh chạy một thời gian xong mới bán. Sau đó là anh đi mua chiếc thứ hai, lại tiếp tục đi mua xe cũ các bạn, là không mua xe mới. Thì lần này kinh nghiệm hơn thì anh kiểm tra cái máy rất là kỹ rồi, máy móc ok hết rồi, anh mua về anh chạy một thời gian sau, các bạn biết làm sao không, chassis nó bị nứt làm đôi, cái chassis nó bị nứt ra. Ô lại thêm một câu chuyện khác cũng rất là vui. Các bạn thấy thế sao? Lần thứ nhất thì động cơ hỏng, làm lại hết 20 mấy triệu. Đợt này gầy chassis, vô tình thì cái chassis đó nhìn nó rất là mới, nhìn cái xe nó mới keng xà beng, máy móc ok, chassis mới nhìn nó, tại vì cái người người bán xe đó người ta tân trang lại, người ta sửa đi, có thể là người chủ của xe đó người ta bị chạy làm sao nó bị nứt gãy chassis á, thì người ta đem người ta làm lại, người ta bả ma tít, người ta nhìn rất là đẹp, người ta sơn lại nhìn nó như mới. Ồ, đó là một câu chuyện rất là đáng để chia sẻ cho quý vị các bạn. Lần thứ hai thì máy móc ngon lành nhưng mà chassis lại nứt làm đôi. Thì bắt buộc phải bán thôi các bạn. Theo kinh nghiệm của mình ngày xưa thì khi mình làm các công ty khác thì có một cái dự án đó là nối dài chassis. Thì có rất nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta sẽ hàn nối thêm chassis, nhưng mà không được các bạn. Xe riêng, xe tải là chúng ta không có làm được. Bắt buộc phải đặt chassis ở bên Trung Quốc về để làm cái mẫu xe mới, chứ không thể hàn cho cái chassis nó dài thêm được. Như vậy thì khi mà hàn á, thì khi mà nó chịu tải lên á, thì các bạn biết rồi, cái xe tải mình thiết kế là 5 tấn, nhưng mà người có bao giờ mà người ta chở 5 tấn đâu, người ta có thể chở 10 tấn, lúc đó mình tính toán nó không có đúng được,
có thể trong tầm 5 tấn trở lại thì mình hàn sắt xi nó cứng, nhưng người ta nếu mà người ta chở 10 tấn là nó gãy ngay. Do đó cái sắt xi khi mà các bạn kiểm tra đi mua xe, thì chúng ta xe mới thì không nói rồi, đi mua xe cũ á, thì các bạn phải để ý nữa. Tất nhiên là mua xe cũ đây là chỉ là câu chuyện về mình kể cho quý vị các bạn thôi, về một vị khách mà hai lần đi mua xe cũ thì dính cả hai lần. Đây là một câu chuyện mình kể thôi, chứ mình không khuyên các bạn đi mua xe mới là mới ngon, còn mua xe cũ là dở thì không phải câu chuyện đó, mà mình chỉ chia sẻ với quý vị các bạn mình thấy nó có một cái điều thú vị thì mình chia sẻ cho quý vị các bạn thôi. Bởi vì cuộc đời của anh mua hai lần và hai lần đều bị dính, rất là hiếm. Mình cũng biết là một số khách hàng mình mua xe cũ nhưng mà về chạy nó có chung là cũng được, sau này thì người ta có điều kiện khá hơn thì người ta mua xe mới. Bắt buộc khi mình mua xe cũ nó hư hỏng vặt là chuyện không thể tránh được rồi, nhưng mà anh này anh dính hai trường hợp quá đau và anh bắt buộc anh phải mua xe mới, tại vì cái xe mới mua về mà làm cái động làm lại máy là đã thấy không hài lòng rồi, mấy chục triệu rồi, lần thứ hai gãy sắt xi lại phải bán đi, không biết là bán kiểu gì thì mình cũng không biết, nhưng mà gãy sắt xi thì chỉ có bán đi thôi chứ sao mà chạy được. Gia cố sắt xi một thời gian nó cũng gãy gãy nứt gãy tiếp à, không thể tránh được đó. Thì mình kể cho quý vị các bạn câu chuyện đó, không biết là quý vị các bạn có mình có đặt trường hợp mà mình có bị dính không, và cũng là một lời khuyên cho quý vị các bạn nào mà là sắp sửa dự tính mua đầu tư những cái dòng xe cũ, xe đã qua sử dụng, thì chúng ta cũng phải cân nhắc những cái điều này. Khi mà mình có khách hàng mà mua xe cũ á, là tất cả những khách hàng của mình đang có mua xe cũ, mình đều khuyên một điều là nếu anh mua xe cũ ok, tại vì xe cũ nó sẽ kiếm một phần chi phí cho anh rất là lớn so với mua xe mới, nhưng anh phải mua của người quen, cái người mà mình biết nhà biết cửa, biết nhìn cái xe đó nó chạy hàng ngày á, nhìn thấy cái xe đó nó chạy hàng ngày á, thì hãy mua. Còn nếu như mà mình đi đi trên đường mà chúng ta thấy người ta bán xe cũ, mình nhảy vô mình mua á, thì cái đấy cần phải kiểm tra lại, cần phải xem xét lại, cần phải có những người chuyên môn đó. Thường á, thì kinh nghiệm khách hàng người ta mua xe, người ta hay mua xe cũ, người ta hay dẫn theo thợ máy để người ta kiểm tra về phần máy móc, rồi có thể thợ máy đó, người thợ đó người ta kiểm tra luôn phần sắt xi. Nhưng mà cũng có một câu chuyện vui các bạn ạ, nếu như cái người bán xe đó, cái người mà đang bán xe cũ ở cho bạn á, họ đi cửa sau với cái người thợ máy đó thì sao? Đây là một câu chuyện rất là vui thôi, chứ thực tế thì chắc cũng hiếm, nhưng mà cũng có khả năng như các bạn ha. Nếu họ đi cửa sau thì người chịu thiệt hại là bạn, chứ không phải là cái người giới thiệu, cũng chẳng phải là cái người bán xe cho bạn, bán cái xe cũ đó cho bạn. Thì câu chuyện của mình, video của mình đến đây là hết. Hy vọng rằng có thể cung cấp cho các bạn một cái thông tin nào đó. Rồi phía sau này các mình sẽ có hai video để mình nói cho quý vị các bạn về cái câu chuyện này. Cái thứ nhất là mình sẽ cho các bạn xem đổ hơi thì thường thường xem nó ở đâu, và cái thứ hai nữa là cái sắt xi mà cái xe mà cũ á, mà cái xe của mình quay được á, là cái xe nó hoàn nó nói chung là xe nó sắt xi là nó ngon, nó không vấn đề gì hết, thì nhìn nó như thế nào. Rồi các bạn hãy xem tiếp hai video phía sau này nhé. Có cái ống hơi từ động cơ ra, đây là cái ống này. Một bất kỳ một cái xe tải nào nó cũng có một cái ống hơi nó nối trên nắp máy. Đây các bạn mới nhìn thấy ở cái xe này nó có cái nắp máy này chưa? Đó, nắp máy nó có cái ống hơi đi ra đây đúng không? Và nó ở trong lòng xi lanh á, ở trong thân máy. Thân máy nó cũng sẽ có một cái ống đi ra. Đó, và nó ra cái ống này, thì cái xe các bạn mà bị đổ hơi á thì các bạn sờ tay vào đây này, đó bạn thấy không, thì nó sẽ có nhớt nó xì ra ở đây, và nó sẽ có hơi, tất cả cái hơi máy dư ra nó sẽ ra ở cái ống này. Và nếu như mà các bạn lấy tay này các bạn bịt vô mà nó ra nhớt. Đó, nó ra nhớt này, như các bạn này, xe này mới này, nó mới chạy được 5.000 cây à. Đó, nhìn tay của mình thấy không, không có nhớt,
Nhưng mà cái xe đổ hơi á, khi mà các bạn bịt vào đây á và bỏ tay ra thì nhớt nó sẽ có nhớt ra ở cái bàn tay của bạn. Đó là một cái xe nó bị đổ hơi nha các bạn. Đó. Và cái xe này là nó còn mới. Nên là khi mình bịt vô á là cái bàn tay của mình nó sạch, nó không bị đổ hơi. Các bạn hãy xem cái chassis, mà cái xe này nó chạy cũng được xe này chắc cũng phải chạy được 7-8 năm rồi đó. AC990 thì nó cũng cũ lắm rồi. À, đời này chắc cũng đời 2008, 2009 rồi. Nhưng mà các bạn có thể thấy cái chassis cũ á, bao giờ nó cũng vậy. Mình thấy cái đa phần chassis cũ cái xe tải á, là nó như vậy nè các bạn. Đó, thấy chưa? À, phần chassis ở phía dưới nè. À, đa phần đấy vậy, nhìn nó dỉ xét, nói chung là nó không quá dỉ xét để gọi là gây hư hỏng, nhưng mà nó sẽ dỉ xét. Và nếu như mà cái xe các bạn á, mà cái phần chassis này á, mà nó nhìn nó mới sơn lại thì các bạn phải nghi ngờ ngay, đúng là cái anh khách hàng này anh cũng bị lừa một chiều ngoạn mục nhờ. Xe cũ mà bị nứt chassis, sau nó gãy chứ, mình nghĩ chắc là gãy xong rồi hàn lại, xong rồi bả ma tít lên sơn bóng lại. Ui, nhìn xe như mới, về chạy xong gãy đôi, về chạy được thời gian bắt đầu nứt cái chỗ hàn này, nó nứt ra. Ý trời, đúng là muôn vàn xe cũ đủ các cái bệnh. Mà đấy là mới có hai cái bệnh mà đấy là anh đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, đúng không các bạn? Kinh nghiệm lần đầu tiên thì bị hư máy, lần thứ hai thì máy ngon lành nhưng mà lại gãy chassis. Ôi trời,